sức mạnh thực sự của thương hiệu cá nhân, có thể bạn chưa biết. Một, Dễ dàng khởi nghiệp, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một công việc kinh doanh đơn giản, dễ dàng, không tốn kém và ít rủi ro. 2. Làm việc tại nhà, bạn có thể chia sẻ giá trị từ ngay chính ngôi nhà của mình, đồng thời vẫn có thể ở bên cạnh gia đình mọi lúc, mọi nơi. 3. Tạo doanh thu lớn, thương hiệu cá nhân có tiềm năng tạo ra doanh thu lớn hơn cả một doanh nghiệp có hàng trăm, hàng ngàn nhân viên. 4. Tiết kiệm chi phí quảng cáo. Bạn có thể tận dụng nguồn traffic miễn phí và thậm chí không cần phải tốn tiền cho quảng cáo mà vẫn đạt hiệu quả. 5. Kinh doanh bền vững, công ty có thể phá sản, sản phẩm có thể gặp vấn đề, nhưng thương hiệu cá nhân và lòng tin của khán giả dành cho bạn thì vẫn tồn tại, giúp bạn phát triển bền vững. 6. Chia sẻ giá trị dễ dàng, internet là con đường nhanh nhất và đơn giản nhất để bạn truyền tải giá trị đến hàng triệu người. 7. Phát triển bản thân không có cách nào giúp bạn phát triển bản thân nhanh chóng hơn việc xây dựng thương hiệu cá nhân và chia sẻ giá trị cho cộng đồng mỗi ngày nếu bạn đã nhận ra sức mạnh của thương hiệu cá nhân hãy bắt đầu kinh doanh bằng cách trao giá trị cho cộng đồng đây chính là con đường đơn giản nhất để giúp bạn làm giàu một cách tử tế và có một cuộc sống tự do